Đây là những hình ảnh được phóng viên báo Nghệ An ghi tại cảng Lạch Vạn, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu. Mùi hôi thối nồng nặc bốc lên khắp nơi vì rác thải và hải sản chết vứt vù vãi. Tại một số bãi biển huyện Diễn Châu, tình trạng ô nhiễm môi trường cũng nghiêm trọng không kém. Theo ghi nhận, các loại rác này phần lớn là bao bì nhựa, rất khó phân hủy. Mỗi khi chiều cường lên, rác thải này theo con nước cuốn trôi ra biển. Hôm sau, từng lớp rác khác lại tiếp tục được người dân xả kín bãi biển. Ô nhiễm môi trường biển ở Diễn Châu đã đến mức báo động. Đã đến lúc các cơ quan chức năng cần phải có biện pháp mạnh để xử lý tình trạng này. We'll be right back.